xung quanh kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về việc bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy, bạn đọc Tuổi Trẻ Online đã có nhiều ý kiến phản hồi. Như Tuổi Trẻ Online thông tin, theo phản ánh của cử tri thành phố Hồ Chí Minh, bảo hiểm xe máy vẫn là giấy tờ bắt buộc cần có khi người dân tham gia giao thông bằng xe máy. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người mua sản phẩm bảo hiểm này chỉ để đối phó với cơ quan chức năng thay vì quan tâm đến quyền lợi. Do đó, cử tri kiến nghị điều chỉnh quy định về mua bảo hiểm xe máy nên là hình thức tự nguyện, không nên bắt buộc người dân. Hoàn toàn đồng ý và ủng hộ kiến nghị này, bạn đọc KAP chia sẻ, tôi bị tai nạn giao thông nặng 2 lần. Làm đủ loại giấy tờ theo yêu cầu để nhận bồi thường bảo hiểm nhưng không lần nào nhận được tiền vì các yêu cầu kiểu như đánh đố. Bạn đọc T cho biết, bồi thường bảo hiểm 500.000 đồng mà chi phí đi tới đi lui hết 700.000 đồng. Tôi ủng hộ đề xuất bãi bỏ bảo hiểm bắt buộc đối với xe gắn máy. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Hồ Thị Ngọc Như, chuyên gia của Học viện Bảo hiểm và Quản trị Rủi ro Tài chính, nhận định bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới, bảo hiểm xe máy là sản phẩm rất cần thiết. Khi một người gây tai nạn cho người khác, bảo hiểm sẽ bồi thường cho nạn nhân. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính, không phải bỏ tiền túi ra bồi thường, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính phải có quy trình rõ ràng, giải pháp, cơ chế giám sát việc xử lý bồi thường một cách rốt ráo, nhanh gọn, giúp người dân tin tưởng. Khi đó, bảo hiểm xe máy mới thực sự phát huy vai trò an sinh xã hội.